quan hệ Nga-Mỹ sẽ ra sao dưới thời ông Donald Trump? Ukraine thấp thỏm khi ông Trump đắc cử. Trung Quốc đề nghị hợp tác thay vì đối đầu với chính quyền mới của Tổng thống Trump. Quan hệ Nga-Mỹ liệu có thể ấm lên dưới thời ông Donald Trump? Thưa quý vị và các bạn, sau khi ông Donald Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11, sự chú ý giờ đây đang đổ dồn sang Nga bởi những tuyên bố rất chắc chắn của ông Trump rằng ông sẽ sớm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 6 tháng 11 cho biết, ông Trump từng tuyên bố về mong muốn chấm dứt xung đột Nga-Ukraine khi tranh cử Tổng thống Mỹ, nhưng chỉ có thời gian mới làm rõ liệu ông Trump có hành động thực sự hay không. Theo tiến sĩ Andrei Eshenko, Phó Giám đốc Viện Mỹ và Nga thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, ông cho rằng người ta có thể nói giữa thời Trump không xảy ra cuộc chiến nào, song Tổng thống Trump đã làm tất cả để cuộc xung đột không chấm dứt cho đến tận ngày hôm nay, do đó không nên quá phóng đại vai trò của ông Trump trong việc giảm leo thang. Một tờ báo Nga là Ivestia dành riêng một bài phân tích những tác động của việc ông Trump đắc cử đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, tỏ ý nghi ngờ tuyên bố sẽ sớm chấm dứt xung đột giữa hai bên trong vòng 24 giờ. Tác giả bài viết nhắc lại rằng, chính trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, Mỹ đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, điều mà người tiền nhiệm Barack Obama đã không làm. Dưới thời ông Obama, viện trợ hàng năm lên tới 150 đến 250 triệu đô la Mỹ, còn tới thời ông Trump, con số này lên tới 500 triệu đô la Mỹ. Dưới thời ông Trump, Mỹ cũng tăng mạnh các lệnh trừng phạt với Nga tới 13 gói trong hai năm 2018-2019. Bài báo chỉ ra rằng rất khó dự đoán các bước đi của ông Trump, song khó tin vào diễn biến tích cực trong cuộc xung đột hiện tại ở châu Âu. Bên cạnh đó, những lệnh trừng phạt về kinh tế giữa Nga và Mỹ cũng là mối quan tâm của dư luận. Giới phân tích đánh giá trong lĩnh vực kinh tế, rất khó để nói đến chuyện nới lỏng án trừng phạt với Nga. Tổng thống Mỹ không có toàn quyền để nới lỏng trừng phạt mà cần phải sự ủng hộ của Quốc hội. Thêm vào đó, những nhượng bộ Nga trong lĩnh vực án phạt không tăng điểm cho Tổng thống Mỹ. Theo giới quan sát Nga, chính quyền mới của Mỹ sẽ sử dụng việc nới lỏng hoặc tăng cường án phạt để đạt được mục đích với đối tượng bị phạt. Đáng chú ý là dự báo trong thời gian còn tại nhiệm, ông Joe Biden sẽ nỗ lực tăng tối đa các lệnh trừng phạt, trong khi viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ chỉ giới hạn ở cung cấp những gì còn lại. Với chiến thắng của ứng cử viên Donald Trump, có những ý kiến gọi đây là chiến thắng của Nga và chờ đợi chính sách đối với nước Nga sẽ được nới lỏng trông thấy. Cùng với nhiều thể hiện không ủng hộ Ukraine khác, nhiều sự chú ý tập trung vào tuyên bố sẽ kết thúc chiến sự tại Ukraine trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, nhiệm vụ chiến lược của Mỹ không phải là kiềm chế Nga hay chiến thắng Nga, mà là khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại, nên tuyên bố đó có thể hiểu là sự phô trương vị thế của Mỹ, sức mạnh Mỹ. Vì vậy, Nga có lý khi cho rằng dù ai thắng cử, điều đó cũng không thể làm thay đổi chiến lược đối với Nga. Khi cuộc bỏ phiếu tại Mỹ còn chưa kết thúc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova đã tuyên bố rằng Nga không quan tâm đến kết quả bầu cử Mỹ khi cả hai đảng đều đồng thuận đối đầu Nga. Song nếu có điều gì đó thay đổi trong chính sách và đề xuất của Mỹ giữa đời Tổng thống mới, Nga sẽ sẵn sàng nghiên cứu xem có phù hợp với lợi ích của Nga hay không. Với tuyên bố của Tổng thống Mỹ đắc cử, ông Donald Trump về việc chấm dứt mọi cuộc chiến, Nga cho rằng lời nói cần đi đôi với hành động. Trước đó phát biểu với người ủng hộ ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 5 tháng 11, ông Trump nói rằng, chúng ta không có chiến tranh, ngoại trừ cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tôi sẽ không phát động một cuộc chiến nào nữa, tôi sẽ ngăn chặn mọi cuộc chiến tranh. Theo bà Zakharova, cộng đồng quốc tế sẽ đánh giá nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump dựa trên những gì ông đã làm hơn là những gì ông nói. Bà cũng cho rằng lời hứa chấm dứt chiến tranh nước ngoài của ông Trump là sự thừa nhận rằng Mỹ cần tập trung vào các vấn đề của chính mình. Bà nhấn mạnh, những người nhận được lời chúc mừng chiến thắng trong các cuộc bầu cử Mỹ gần đây đều nhận ra rằng Mỹ phải bắt đầu với những vấn đề của chính mình. Theo bà Zakharova, cho dù ai đắc cử Tổng thống Mỹ, chính sách của Washington với Moscow cũng sẽ không thay đổi. Ông Trump đã giành chiến thắng trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 5 tháng 11. Nếu kết quả được xác nhận, ông sẽ nhậm chức vào đầu năm tới và bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Điện Kremlin cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa có kế hoạch chúc mừng ông Trump cho đến khi mọi thứ rõ ràng. Về phần mình, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev nói, ông không mong đợi việc Mỹ cắt hoàn toàn viện trợ cho Ukraine dưới thời Tổng thống mới. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt giao tranh giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử, nhưng không giải thích cách ông làm được điều này. Một số ý kiến cho rằng ông Trump có thể buộc Ukraine đưa ra một số nhượng bộ để đổi lấy hòa bình với Nga, nếu không Mỹ sẽ cắt viện trợ. Ukraine thấp thỏm khi ông Trump đắc cử. Trong khi đó, quân nhân Ukraine
đang bày tỏ sự thấp thỏm lo lắng sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, khiến tương lai của các gói viện trợ quân sự của Washington dành cho Kiev trở nên không rõ ràng. Theo báo tài chính dẫn lời một quan chức quốc phòng Ukraine cho biết, nhiều binh sĩ nước này đang lo ngại nếu ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới, các gói hỗ trợ quân sự cho Kiev sẽ giảm và Ukraine sẽ mất thêm đất, ít nhất là vùng Donbass. Ông thừa nhận có suy nghĩ bi quan hơn so với những quan chức khác. Một số người thì nghĩ rằng cách tiếp cận đột phá của ông Trump thực sự sẽ là cách duy nhất để mang lại kết quả. Một quan chức Ukraine khác cho hay, tại Kiev, bầu không khí lo ngại đã bắt đầu dấu hiệu gia tăng. Ông Trump nhiều lần tuyên bố có thể khép lại xung đột giữa Nga và Ukraine, nhưng cả hai bên đều hoài nghi về tính khả thi của tuyên bố này. Trong bài phát biểu chiến thắng tại Florida, ông Trump không trực tiếp đề cập tới cuộc chiến ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh Mỹ không phải đối mặt với cuộc chiến nào trong nhiệm kỳ của ông từ năm 2017 đến năm 2021. Ông Trump đắc cử vào thời điểm Nga đang đạt được ưu thế mạnh mẽ trên chiến trường, đặc biệt là vùng Donbass. Nga liên tiếp giành được lãnh thổ từ Ukraine trong thời gian qua, trong khi Kiev đang kiểm soát một phần lãnh thổ của Nga tại Kursk. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định tới nay vị thế đàm phán của Ukraine vẫn chưa thể bằng Nga nếu hai bên ngồi xuống thương lượng, và Moscow đang có lợi trong cuộc chiến tiêu hao. Mặt khác, Ukraine cũng nhiều lần tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ. Vì vậy, hiện chưa rõ ông Trump sẽ gây áp lực cho hai bên ra sao để họ có thể chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. NATO bất an chờ ngày ông Trump trở lại. Nhiều lãnh đạo NATO đã nhanh chóng chúc mừng ông Trump, che đi nỗi thấp thỏm về an ninh châu Âu và liên minh hỗ trợ Ukraine khi ông quay trở lại. Ông Donald Trump đã đánh bại nhanh chóng ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 và chuẩn bị trở lại Nhà Trắng như ông từng tuyên bố. Ngay cả khi các hãng thông tấn lớn chưa xướng tên ông Trump là người đắc cử, Tổng thư ký NATO ông Mark Rutte đã lên tiếng chúc mừng ứng viên Đảng Cộng hòa khi chứng kiến ông Trump liên tiếp thắng tại các bảng chiến trường. Lãnh đạo Pháp, thành viên chủ chốt của NATO ở châu Âu, cũng nhanh chóng chúc mừng Tổng thống Donald Trump. Ông Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội rằng ông sẵn sàng làm việc với ông Trump bằng sự tôn trọng và hoài bão như đã từng có trong 4 năm trước đó. Ông nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai bên dựa trên niềm tin và sự hợp tác vì hòa bình thịnh vượng hơn nữa. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi đây là chiến thắng lịch sử của ông Trump, đồng thời khẳng định tính bền chặt của mối quan hệ giữa hai bên. Sự vồ vập trong những lời đón chào dành cho sự trở lại của ông Trump được đưa ra trước khi ông tuyên bố chiến thắng và bà Harris nhận thua, dường như là để nhằm che đi những nỗi lo lắng của các thành viên NATO về những gì chính quyền Trump có thể làm đối với an ninh châu Âu, đặc biệt là khi xung đột giữa Nga và Ukraine diễn biến phức tạp. Ông Trump từng khiến các đồng minh NATO chấn động khi tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng Mỹ sẽ không bảo vệ các thành viên không chi tiêu đủ ngân sách quốc phòng theo mức cam kết 2% GDP. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump cũng đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh về vấn đề này, thậm chí đe dọa rút khỏi NATO nếu họ không đóng góp nhiều hơn. Trong nỗ lực xoa dịu ông Trump, các nhà lãnh đạo NATO nhiều lần ghi nhận công lao của ông Trump vì đã khiến đồng minh phải chú trọng nhiều hơn đến vấn đề quốc phòng. Yêu cầu này trở nên cấp bách hơn khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát năm 2023. Hiện 23 trong 32 thành viên đã đạt mục tiêu chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng, trong khi cách đây hơn một thập kỷ, con số này chỉ là 3. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng châu Âu sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo có thể tự đứng trên đôi chân của mình, cũng như làm hài lòng ông Trump. Một quan chức ngoại giao cấp cao của NATO nói rằng, ông trông đợi sự thúc đẩy nghiêm túc để coi trọng an ninh và quốc phòng của châu Âu, cũng như đầu tư nhiều hơn cho vấn đề quốc phòng an ninh. Quan chức này đồng thời cảnh báo, khi lên nắm quyền, ông Trump sẽ tiếp tục đưa ra nhiều bình luận gây hoài nghi về cam kết của Mỹ đối với điều khoản phòng thủ tập thể của NATO, qua đó làm suy yếu liên minh. Đối với Ukraine, quốc gia đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến với Nga, bức tranh tương lai có thể ảm đạm hơn. Ông Trump đã phản đối việc Mỹ hỗ trợ vô thời hạn cho Ukraine và cam kết nhanh chóng đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga để chấm dứt xung đột. Nhà cựu ngoại giao cảnh báo, nếu ông Trump quyết định đàm phán với Nga, thỏa thuận giữa họ có thể không được xây dựng dựa trên các giá trị và nguyên tắc, và điều này có thể dẫn đến những kết quả thảm khốc cho Ukraine và toàn bộ châu Âu. Một nhà phân tích của Tổ chức Hội đồng Đối ngoại châu Âu nói rằng có hai giả thuyết về ảnh hưởng của chính quyền Trump đối với NATO. Một là nó sẽ không như lần đầu, khó khăn hơn nhưng không tới mức thảm họa. Hai là NATO sẽ phải đối mặt với một thế giới khác của những người theo chủ nghĩa Trump, hoài nghi về các liên minh và sự ủng hộ đối với Ukraine, đặc biệt khi nhiệm kỳ đầu không chứng kiến xung đột ở châu Âu. Nhiều quan chức châu Âu đồng tình là Ukraine đang trong tình thế nguy hiểm, nhưng cũng cho rằng ông Trump trở thành tổng thống có thể có lợi cho Kiev. Họ nói ông Trump, người dễ thay đổi và không dễ thỏa hiệp, có thể tăng cường ủng hộ cho Ukraine nếu Tổng thống Nga đòi hỏi quá nhiều và không nhượng bộ. Giới phân tích chính trị cho rằng Tổng thư ký Rutte có thể là chìa khóa giúp NATO đứng vững trước những lo lắng và hoài nghi trong nhiệm kỳ của ông Trump,
khi cựu Thủ tướng Hà Lan được đánh giá là người thông minh, biết nắm bắt các cơ hội chính trị. Ông Mark Rutte được cho là đã giữ quan hệ tốt với ông Trump trong các cuộc gặp trước đây và được Tổng thống đắc cử Mỹ đánh giá cao. Tại hội nghị thượng đỉnh của NATO năm 2018, khi ông Trump ám chỉ rằng có thể rút khỏi NATO vì vấn đề ngân sách, ông Rutte đã ca ngợi Tổng thống Mỹ vì giúp thúc đẩy châu Âu đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Đây là lý do một số quan chức cấp cao của NATO tỏ ra lạc quan về nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, cho rằng quan điểm nước Mỹ trên hết của ông Trump có thể thúc đẩy châu Âu nghiêm túc hơn về việc bảo vệ chính mình. Một số khác khẳng định liên minh không chỉ tồn tại mà còn trở nên mạnh mẽ hơn khi áp lực từ ông Trump buộc châu Âu phải chi tiền nhiều hơn. Cựu lãnh đạo NATO ông Jens Stoltenberg nhận định rằng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, mối quan hệ giữa Mỹ và các thành viên NATO đã giúp tập trung vào củng cố an ninh xuyên Đại Tây Dương và chuẩn bị cho tương lai. Trong thế giới ngày càng nhiều bất ổn thì khả năng lãnh đạo mạnh mẽ của Mỹ là điều rất cần thiết. Lãnh đạo Trung Quốc chúc mừng ông Trump, đề nghị hợp tác thay vì đối đầu. Sau chiến thắng của ông Trump, giới truyền thông Trung Quốc đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng tới ông Trump, kêu gọi Mỹ hòa hợp và tăng cường đối thoại thay vì đối đầu. Ông Tập Cận Bình bày tỏ với ông Trump rằng hai nước phải hòa hợp và tăng cường đối thoại, giải quyết hợp lý những khác biệt và mở rộng hợp tác cùng có lợi, tìm ra cách đúng đắn để hòa hợp trong kỷ nguyên mới, mang lại lợi ích cho hai nước và thế giới. Trong thông điệp đầu tiên gửi tới ông Trump kể từ khi cựu tổng thống đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ hy vọng hai bên sẽ duy trì các nguyên tắc tôn trọng nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Ông Trump hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc. Trong giai đoạn tranh cử, ông Trump từng đe dọa áp thuế 60% với mọi hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông cũng đã phát động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 6 tháng 11 nói rằng Trung Quốc tôn trọng lựa chọn của người dân Mỹ và chúc mừng ông Trump trở thành tổng thống đắc cử. Ông Trump đắc cử tổng thống sau khi đã thắng ở hàng loạt các bang chiến trường, đánh bại đối thủ Đảng Dân chủ là Kamala Harris. Ông là tổng thống Mỹ đầu tiên trong một thế kỷ đảm nhận hai nhiệm kỳ không liên tiếp. Trong bài phát biểu trước người ủng hộ rạng sáng mùng 6 tháng 11, ông Trump tuyên bố đã làm nên lịch sử. Ngoài ông Tập Cận Bình, nhiều lãnh đạo trên thế giới cũng đã đăng nhiều thông điệp hoặc gọi điện chúc mừng ông Trump, trong đó bao gồm tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, các lãnh đạo Anh, Pháp và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã gọi điện chúc mừng ông Trump.